Việc gọi tiến lên Lại nữa Hết nhóm cài thê này tới nhóm cài thuê khác Chết đi Khi sự trên là sức mạnh quá lớn thì cài thê cũng là điều vô nghĩa Mấy con Titan nó vòng vòng mình nó chết đâu mất tiêu hết rồi có một người mà ngài cần phải chú ý đó là Levi hắn là đội trưởng đội cài thuê của shop cài game giá rẻ com chúng ta sẽ hoàn thành đơn hàng bằng mọi giá hoàn thành đơn hàng bằng mọi giá đơn hàng hoàn tất Hello, xin chào anh em, chào mừng đã trở lại với quý trần gamer youtuber bữa gặt số 1 Việt Nam Anh em thấy đeo con gì chưa? Cây 3 Ồ, ờ, hôm nay chúng ta không có xài cây 3 nay chúng ta sẽ đổi qua cây nghiện vậy uhm, Mikasa Đó à, tôi, tôi nghe đồn là Mikasa nó cũng mạnh mạnh á Cho nên tôi sẽ 1, 2, 3, 4, à, bỏ này luôn đi Tôi sẽ đem theo uh, Levi nữa cho nó chắc level 4 đúng không? Để tôi coi kìa bạn này có con kinh nghiệm không? không? bạn ấy không hề có, có kinh nghiệm để coi đang bán con gì ta? Rồi nãy giờ anh em nói, trong đây chờ cũng với đồ mòn mỏi rồi <laughs> Đâu, Cuộc đời làm hacker, youtuber mượn ạc nó cũng không hề dễ dàng anh em thôi hey, bạn này mới lấy một 100 luôn Ngon tay coi cái tách ram được còn nhiều không? Tách ram cũng còn nhiều nè Ô bạn này còn nhiều, tương lai còn sáng lạng đó đó đeo lên cho mấy bạn này thấy khoe. khoe à, khoe khoe bạn là ai thế. Thôi à, chúng ta sẽ đi um, test thử cái uh, Mikasa này nha và đi Elimitan chẳng ta. Elimitan đi, ờ uh, Elimitan thôi. Rồi. bây giờ là quay 25 của Elimitan Extreme. Đó anh em nhìn là biết Extreme thấy không? Um, Todoroki đang gánh cộng lưng luôn anh em. nãy đi bốn ông mà ông Hihi ổng Hi, bị uh, phụ huynh gánh là sao ổng ao rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ thử sức mạnh của chị đại uh, quên này, Mikasa Hay uh, Mikasa được gọi là một con Zoro của Eren <laughs> uh, Update này có Mikasa thì update sau chắc là phải có Eren rồi Update sau lại là Bit update nữa Thì Abyss không thể nào bỏ qua Eren được Bạn nào chưa mua Eren thì hãy mua nhanh lên Hãy mua nhanh lên số lượng có hàng <laughs> Sẽ năm con Eren để up lên được Eren uh, 6 sao uh, Cỡ nào cũng phải lên hơn em lần này ra Mikasa thì lần sau chắc phải ra Eren thôi rồi đây là sức mạnh của Mikasa đánh có chảy máu mới đầu vô là 2006 đa rồi tôi bán tôi luôn nè đó bán đặt dưới chứ thôi không đặt dưới đội quân thần trưởng á <laughs> thủ cho nó chắc ha. Mikasa có hiệu ứng không anh hả à? chắc chắn là có rồi em đánh mấy con này chảy máu liền mới đầu vô đánh chảy máu à, level 1 luôn nha anh em đó, mới vô là ngàn ba thôi Up lên là hai nghìn sáu thì như các bạn thấy đó là đánh đánh quái nó cứ chạy tại vì đi extreme quái nó mạnh thôi chứ không phải là do mikasa yếu đâu làm tôi thấy bất an với đặt thêm thằng Todoroki nữa đội <laughs> quận đề nhục lắm á à, đánh thì cũng như uh, ê giống như, như levi vậy anh em đánh theo kiểu uh, kiểu kiểu vậy đó ừ nó da đâu ok con gì à, update 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 một Upgrade 2 đến 25 ngàn tiền lắm Rồi Mikasa này đi story hơi bị hiếu nha Không up lên từ từ anh em Upgrade 2 là em ấy đã lên 25 ngàn rồi 32 ngàn tiền nhưng đánh được 25 ngàn đam Nếu mà full level thì lên tới 50 ngàn đam Đánh thì cũng mạnh đó Cảm giác như cái dòng đánh hơi nhỏ ta Dòng đánh hơi nhỏ hơn những con khác Rồi lên phát nữa đi ha à, 56 ngàn con này cũng 5 gấp đây à 56.000 Làm phát nữa Ờ, ừ, Vô đam lên đồng đội <laughs> um, Bây giờ chúng ta phải tốn tới 120.000 tiền Mới có được Em Mikasa Level 1 214.000 đem Ủa đổi ông ta Không ai đem đồ đen Luôn nữa <cười> <cười> tiêu, tiêu Tiêu Ừ Hay lắm đồng đội ơi Hay lắm <cười> <cười> <laughs> Xem được quần thần trưởng tại đang đi item anh em, đang đi item. Rồi lên phát cuối luôn rồi anh em. À 180 000 180 000 đam level 1. À, level max là 360, 360 000 đam mà chưa boost. À để boost lên ha. Hay là boost nói, nói nói chuyện level 1 đi. À đây. Rồi lên. Hay à, đi review mà hiu quá vậy, lo lắng quá. Ông tấm hộp. đó, đồng đội boost rồi. <laughs> Cảm ơn đồng đội. 560 ngàn đêm Đây là level 1 nha Chỉ với level khoảng chừng 80 hoặc 85 thôi Bạn sẽ có một con Mikasa 1 triệu đêm à, Chém một cái 1 triệu Rút máu thêm 3 lần nữa Nói chung là chém một cái là mất 4 triệu Quái 4 triệu đêm chém cái chết nha Do tình trạng quái nó đang nhiều Cho nên tôi sẽ phải up Mikasa một cách vội vã một xíu anh nè Để thủ Chứ uh, chứ không là đội quần thần trưởng á Rồi first last gì tôi chọn từ lưu học chưa hết ha Oh no nó vô nữa à đông rồi <laughs> à, tôi thấy là Mikasa này là đi um, đi Infinity Extreme ấy uh, đi um, Infinity mà Elimita tôi thấy ổn đó anh em à, để coi phạm vi cái hát phạm vi 182 đánh là khá là rộng rồi phạm vi 182 là bao muốn hết map rồi đây nè Yagami là tiêu chuẩn còn tiêu chuẩn bao hết map là Yagami là 120 là lấy nó ra làm tiêu chuẩn đó nên là cái con này là nó xịn rồi rồi chúng ta sẽ gọi lại và so sánh ít ra thì cũng chưa có đội quân thân trưởng chưa sao anh em ơi ấp lên tiếp nhục quá nhục quá <laughs> review mà nó bắt bên quá dạo này review cái gì đâu đó, nó cũng bắt bên hết à, kiểu như làm ăn không khấm khá được hay sao á? Đó. đó. rồi um, thì tôi đặt con bút ở đây để uh, lúc nào thích thì mình bút vậy đó Libby bạn này thì level 40 anh em à, uh, Mikasa 180 level 1 ha Libby đâu ta đây đây Libby đây Libby thì là 203 level 40 tôi nhớ là Mikasa đam cao hơn Libby một xíu đó nhưng mà Libby á, là chỉ tốn 150.000 tiền khoảng 150.000 tiền rồi Libby tốn 550 Mikasa tốn 200 Nói chung thì nó đắt hơn nhưng mà nó đam nó to hơn một xíu uh, bù qua sức lại cho con này 40 thì nó phải mạnh hơn người ta rồi đó vẫn gánh được nha nãy ta chưa đặt thôi chứ đặt rồi gánh vẫn được nếu mà bạn nào thật sự muốn leo top thì có thể đem theo con này mấy cái con đánh chảy máu này một là leo top elemental hai là leo top um, hai bên đó anh em hai hai đường á hai đường hai ngã đó cái kiểu đó mình chỉnh son gịt đó nó đánh hai bên chỉ qua chỉ lại có lẽ là trong thời gian tới tôi sẽ lên top elemental cho nó biết cảm giác chăng sau đó thì tôi sẽ bắt đầu chuyển qua hai đường <laughs> <laughs> hai đường ha <laughs> tôi tôi cảm giác như hai đường chơi nó dễ hơn elita nên kiểu kiểu vậy đó vậy cơ bản thì thấy con này to mà nếu như bạn nào mà không có quyết định mà leo top á thì các bạn có thể sử dụng levi thay cho mikasa tại vì hai con này nó không có khác nhau gì hết á thuộc tính của nó là hỏa giống nhau cái cơ cấu đánh nó cũng tương tự nhau nó nói chung là nó không có khác nhau nhiều thấy chưa nó giờ levi lên bảy bảy trăm ngàn đam nữa nè <laughs> tính ra thì đam của nó thì cũng không chênh lệch nhiều nhưng mà mikasa nó xịn hơn một xíu một xíu thôi nếu mà tám con thì sẽ xịn hơn được tám xíu đó đam nó hơn được nhiêu đó đó anh em thế giờ nãy giờ bọn tôi đi dạy chim luôn á nãy là cái khoa nãy là nó hơi bị gây cấn xíu xém bị đội quần thần trưởng nhưng mà giờ ổn định rồi bây giờ có mấy con này với lại có bạn ấy cho ít em em hạt ít kỳ chắc là họ không đạt sợ đánh hiệu ứng khó coi đó bây giờ nó quăng dây nó đu dây Tôi thấy sờ kêu cũng không khác gì lắm đó, anh em Đó Nhưng mà thay vì thì Levi dùng kiếm chém không Thì Mikasa sẽ ôm một bó thương xét để phóng vào đối phương Và tôi không hiểu nổi là tại sao phóng quay về nó lại hồi phục lại rồi Có vẻ là Mikasa đã hách vô hạn thương xét xăng <laughs> Hách vô hạn thương xét rồi anh em Mới level 1 thôi nha Level 1 đã được 500 500.000 đam rồi Bây giờ thì Amin nên tách đam cộng lên một 100 tỷ à, nói chung thì cũng được nhưng mà tôi nghĩ là bạn nhắm con nào nên mua thì bạn mua thôi rồi những con khác thì không mua thì thôi à, mình để dành đi à, bit update bit update bự à, tới rồi mình hóng nha tuần sau đi tuần này đừng để admin dụ nha anh em đừng để admin đánh lừa nha chúng ta hãy là người chơi tỉnh táo à, nếu mà các bạn còn quá nhiều thì bạn cứ xài nhưng mà còn không nhiều lắm thì bạn hãy tỉnh táo coi con nào ngon thì mua không mua hết mua hết nó bật cái nào mình thích thì mình mua thôi chứ mua hết là nó căng não nhật bản lắm á à, nãy giờ review như cảm giác như review nó hơi ẩu rồi đó để coi lại cây okay. sba lộn Ê, tính ra rồi tôi để đây đây là tem áp on tay luôn đó anh em ở đây on win levi mikasa nè thiếu Eren với amin nữa thôi à. à chắc là kỹ rồi đó review vậy là kỹ rồi đó <laughs> bộ ngạc này bộ ngạc kêu ông này có gì nhắn không ổng nói có một câu rồi à, thôi hãy đăng ký cho kênh anh vi trần Gamer mơ em phải nói câu gì nó ngầu như cái bụng cầu chẳng hạn ví dụ như là um, thằng minh ngồi kế bên tao hôm qua mới bóc cái mũi nhét vô miệng tao nay biết mặt tao nghe chẳng hạn <laughs> thôi dù sao cũng cảm ơn bạn cho bữa gặt à. rồi bye bye anh em hẹn gặp lại ở những video tiếp theo